chúng tôi xin giải thích về ý nghĩa của cái ao sen ở đây. Là khi chúng tôi ra giữ từ thì được lưu truyền từ ngày xưa các cụ kể lại. Tức là cái ao sen này nó có 4 năm ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là sáng mặt trời mọc chiếu vào mặt nguyệt. Sáng mặt trời mọc đằng đông chiếu vào mặt nguyệt chiếu xuống rốn ao sen. Thì những cái giờ hoàng đạo và các cái linh tụ khí ở trên trời là nó tụ về đây. Tức là đền ở đây là rất là linh thiêng, vì có những cái giờ của hoàng đạo ấy là chiếu xuống ao sen mà linh tụ về đây là rất là linh thiêng. Thứ hai, buổi chiều mặt trời lặn về đằng tây thì đằng tây lại chiếu xuống ao sen, mặt trời lại chiếu vào ao sen lại chiếu lên mặt nguyệt. Đấy là cái thứ nhất, là về cái ý nghĩa của cái ao sen ở đây là rất là quan trọng. Thứ hai, nó là một cái gương soi ra trước cửa đền. Không những rằng là mùa hè là hoa sen mọc lên để thắp hương, mùi hương là nhân dân mới đi lễ, như thế là mùi hương và hoa sen rất là con người ta rất là thanh thản. Cái thứ ba nữa là cái ao sen này nó tượng trưng cho cái con dấu của ngày xưa, là nhà ngài phát ra các quan thánh thần để làm việc. Cái thứ tư nữa là về mùa hè là tất cả là mọi người đi lễ ở đây, là vì cái ao sen này thường xuyên là ở cái rốn ao sen này là nó có nhiều cái giờ hoàng đạo và cái ninh tụ khí ở trên trời mà về đây. Cho nên là mạch nước ở đây là ngày xưa là các cụ nói là thường xuyên là nó vẫn thông ra đến tận Hồ Hoàn Kiếm. Cho nên là đền thờ ở đây và ngày xưa như thế là về địa lý, các cụ và nhân dân như thế là cắm cái địa lý như thế là rất là chuẩn. Mà sau khi vừa qua về làm việc, nhà nước lại mang máy về đây đo cái năng lượng của cái mặt trời xuống, là người ta rất là ca ngợi và rất là đặc biệt là quý giá.